Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, nhìn đến từ cộng đồng Thế Anh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng nhận liên tục những dự án mới nhất của mình được xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Mobi. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat với bot. Tiếp theo ông ta rút con tin và hoàn thành một captcha. Có vẻ đường truyền hôm nay nó hơi chậm. Các bạn lần lượt join group Telegram channel như đầu tiên. Telegram có vấn đề rồi. Telegram này rất chậm em nhé. Mọi em thông cảm nhé, bởi vì là thời điểm hiện mấy ngày hôm nay thì ở bên mình là sự kiện lễ Phục Sinh, thế là mình bỏ không, ngày hôm qua không chia sẻ video. Chúng ta sẽ mở cái Twitter và mở cái Discord ra, chúng ta tiến hành follow Twitter now, retweet the pin tweet. Dàn Movie là một dự án chain mode to earn, một trong những cái chain mà đang rất hot cho cộng đồng ngày nay. Chúng ta ấn hai lần nút đôn. Các bạn mở profile, copy phần profiling, ấn lần nút đôn nữa. Nhạc thế. Ta copy ulame, sorry nha, copy ulame nhé. Các bạn chờ một tí. Bot đang đơ. Đây, chúng ta sẽ gửi username tester lên này. Chúng ta vào dấu tích vary. Copy ulame của Discord, nếu cần thì chúng ta sẽ gửi ulame. Bây giờ các bạn sẽ join vào cái group 6 và cái Twitter, sau đó các bạn nút đôn nhé. Ở đây thì mình đã nút đôn luôn, bởi vì là mình đã join trước rồi. Các bạn nhớ follow của Twitter nhé. Mình làm cho nhanh vì nó bot này đơ lắm. Ok, và rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về dự án Mobi. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.